Cái cửa của người ta hư là cô với chú làm cái mặt bàn để mà lót đồ ăn đó hả? Dạ, với chú dạ. Thảy dưới gầm cầu nè, cái lượng để lên để đồ ăn đó chú. Thảy dưới gầm cầu á hả? Dạ. Còn nước mà sinh hoạt sao cô chú? Nước của chú Năm cũng chạy qua cho xài đó chú. Cà luôn. Đi nhìn lại con heo con bò nó còn có diễm phúc hơn tôi, nó có nhà có chuồng, đời tôi vậy tôi khóc thầm ăn đêm quậy gì. Gần 30 năm tôi đâu có mặn gì được, thành ra vợ tôi nó khổ gì tôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại một cái cây cầu. Và cây cầu này là nối giữa huyện Chợ Mới và của tỉnh An Giang với lại bên kia là xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Thì trước đây thì việc mà người dân địa phương sinh sống ở đây đó thì người di chuyển qua con sông này đó thì họ phải đi di chuyển bằng phà. Và hôm nay thì cây cầu này được cất lên. Vì cái cầu này được cất lên như thế này nên thành nữ ra là ở đây có một hộ gia đình vô gia cư phải sinh sống ở dưới giờ cầu này. Mà nếu như không có người địa phương ở đây giới thiệu thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng không biết về cái hoàn cảnh này. Và để tìm hiểu thật hư như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ lại đây thăm cái hoàn cảnh của cô này ha. Ôi ôi, con chào cô chú. Dạ chú hả? Ôi, ăn cơm chưa cô chú? Dạ chú là chú thứ mấy? Chú thứ mấy? Thứ hai. Chú thứ hai hả? Dạ. Còn cô? Ba thì bên ba thứ ba, bên mẹ thứ ba chú. Cô thứ ba. À, vậy là chú hai, cô hai. Cô hai với chú hai là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 53. 18 từ 53. 53. Mình sống ở dưới dạ cầu này, sinh hoạt dưới dạ cầu này lâu chưa cô chú? Cũng gần 20 ngày. 20 ngày. Chú qua đây đi. Cô chú qua đây đi con ha. Dạ. Chiều nay mình ăn cơm chưa? Chưa chú. À qua đây đi cô chú. Đi về chồng con. Đi về chồng. Con chào chú. Dạ. Chú cô với chú là có mấy người con? À, có hai người con gái không à. Hai người gái. Tại sao mình không có nhà ở hay sao mình phải xuống gầm cầu này? Hồi lúc mà hai vợ chồng gặp nhau tới giờ là không có nhà cửa gì ở chứ. Rồi ghe nó hư chìm mà mới lên đây ở. Trước đây là mình ở dưới ghe. Dạ. Yeah. Chiếc ghe của mình đang ở đâu hay chú hả? Ghe đó chìm mà bỏ xác ở bên cầu Ngán Tân Long, bên ghe xi măng. Yeah. Cái công việc của cô chú là làm công việc gì? Làm thuê, làm mướn không à. Cô chú này nó có mấy người con không quên rồi ta? Có hai đứa con gái, hai xui trơn à. Dạ. Yeah. Hai đứa con gái như vậy thì hai đứa gái của chú là có gia đình có dạ, có chồng bên Đồng Tháp bên gần đây không chú? Ấp 2 xã Tân Mỹ đường Phú Lợi bên chú nói sống ở dưới đây được 20 ngày rồi. Dạ cũng gần 20 ngày. Ừ. Sống gì thì chính quyền không la hả? Không mà ông không có chỗ ở rồi thấy không có chỗ mưa gió tới vô ở thí đại. Ghe chú là chìm ở bên cầu Ngán cũng 20 ngày rồi. Đuôi cầu Ngán bên cũng 20 ngày. Con cái của chú là có xuôi về Đồng Tháp? Có xuôi về Đồng Tháp bên không? Ừ. Vậy không có giúp được chú không? Đứa nào cũng nghèo, dân nó vô Úc không à. Rồi bây giờ cô chú là không có ghe? Bây giờ không có ghe để ở nữa, mới ở già cầu nè. Lớn tuổi gì ở già cầu có mưa gió tạt này, hướng này có tạt chứ không? Dạ cũng giông mạnh thì cũng có tạt, mà mưa mà không có giông thì cũng không đến đổi. Thì này là cháu ngoại. Này cháu ngoại. Thì con của chú đâu? Thì nó mẹ nó với ba nó đi màn ở ngoài Bình Dương ngoái rồi gửi bên đây hai đứa, bên nội nó bên đây đứa, bên nội nó nuôi hai đứa. Hàng ngày thì cô với chú làm cái công việc gì có tiền sinh sống? Tôi thì bệnh hoạn vậy nè, rồi bả thì có khi bả đi qua cồn bẻ ớt, có khi đây màn cho chú Năm thím Năm này rửa gáy chi bưng dọn đồ trong quán gì. Rồi mỗi ngày cô làm là thu nhập được bao nhiêu tiền hay cô hơn? Bán được nhiều thì cho được 100, còn bán ít thì hai bữa được 150. Vậy là cô lên trên ghe là cô chú là từ ngày gặp nhau giờ luôn hả? Dạ. Yeah. Là bao nhiêu năm rồi chú? Cô chú gặp? Trên ghe là 18 tuổi, tôi lập gia đình là năm nay tôi 53 tuổi rồi, không có nhà cửa gì chứ. Quê gốc của chú là ở đâu? Quê tôi là ở Kiến An, Chùa Cây Sáu. Dạ. Quê vợ thì Long Hòa nè, thị trấn nè.
là bên quê đó mình không, dòng anh em mình không có đất hay sao chú có mấy anh? Cảnh bây giờ hồi đó thì bà già ở đậu đất của ông cậu, rồi ông già mất lâu rồi, bà già cũng mới mất rồi 6-7 tháng nay, mà ông cậu giờ ông không tính lấy đất lại nữa, ông biểu ông 21 dỡ nhà đi nữa kìa. Là nhưng mà cầu Mén cách đây xa đúng không chú? Cầu Mén đi ngược về hướng này và qua đò Thanh Bình đó. Dạ rồi, dạ. Nhớ rồi. Vậy thì sao chú không ở gần ở đó mà hay, hoặc là chú mướn trọ mà chú phải xuống đây ở? Không, mình đâu có tiền đâu mướn trọ, rồi ở đó cồn cái phần mưa gió ngồi tôi bệnh nè, ngủ dưới đất nè, rồi tôi cũng không dám ở nữa, rồi về bên đây, về xứ nhà mình ở đại với dạ cầu mới xin cái giường của chữ thập đỏ nè ngủ. Này giường này chữ thập đỏ hội từ thiền cho đó hả? Dạ. Cho mấy ngày nay rồi chú? Cho lại mới 2-3 bữa rồi cho rồi. Trước đây thì chú chưa có giường thì chú ngủ đâu? Không có, hay cũng chải cây su rồi quét sạch sẽ rồi sủi cho bằng bằng nó rồi ngủ. Như thế này thì sinh hoạt cái việc mà tiêu tiểu tiện rồi tắm rửa xong. Có chú Năm nè, tắm ra xong tắm rồi ổng cũng có mở sẵn ở nhà cầu ở phía ngoài đó, rồi con cháu cứ mắc thì qua đó đi dội rửa. À, có nhà cầu cất ở ngoài ha. Dạ. Tắm thì mình ra xong. Tắm thay mình đồ. Ra xong thay đồ thì vô đó thay đó cũng có chỗ thay. Việc mà sống ở dưới gầm cầu như thế này mưa tạt gió lùa là cái thứ nhất. Dạ. Cái thứ hai là không tránh khỏi những người gọi là hút chích. Đó, có thể là đến đây để mà xin tiền hoặc là như thế này thì nó có gặp khó khăn cho chú không? Không, nó nói ngay cái dạ cầu này cái dạng hút chích này nó tới lưu đây nó không có. Có cái mưa thì tạt bọng vậy thì giông gió mạnh mới có tạt, còn không có giông gió không đến đổi. Chú là một người đã có xuôi da nè. Dạ. Và khi mà xuôi da của chú biết chú sống gầm cầu như thế này chú có hai ông xuôi thì qua đời hết rồi, bà xuôi thì cũng vẫn biết. Vẫn biết. Dạ, cảnh xuôi da bên cũng khổ, cũng nghèo. Là bà xui biết luôn. Chú khi mà xui da biết vậy chú có mặc cảm không? Mình cũng ai nấy lắm chứ mà biết nói sao giờ khổ mà. Việc mà 100 ngàn như thế á, thì tiêu thụ ở ngay tại cái xứ này á. Dạ. Nguyên một ngày thì bình thường thì có thể đủ. Đủ. Nhưng mà đối với chú là một người bệnh hoạn rồi tiền thuốc men nữa rồi sao? Con gán chịu chứ làm sao giờ, cũng như bảo mới đi mua hết rồi 70-80 ngàn thuốc mới đem về nữa đó. Chú bệnh gì? Tôi hen suyễn với phổi, rồi luôn cái thần kinh tọa này nó nhức dữ lắm chú ơi. Bác sĩ nó cho đủ bệnh chứ. Đâu cho mặn nặng 10kg đâu, mà thêm cái bệnh chỉ của tôi nữa, mà chỉ lòi đi thì nó đưa ra 3 test đi rồi thì phải nhét nó vô đi nước không mà chứ đâu đi giấy được. Con thấy ở đây có một cái bát hương là chú vợ chồng tôi để đốt nhang hàng đêm. À, không có hình luôn hả? Dạ, không có hình. Bên trong có nhà cửa đàng hoàng, cái tôi cũng đem mẹ tôi, ba tôi về tôi thờ, chứ ngày mốt nó cũng bỏ đi hoài, đâu có thờ đốt nhang đốt bọng gì. Dạ, có một bát hương thấy con... Mẹ mới mất thì cũng 7-8 tháng nay, ông già mất thì lâu rồi. Mẹ mất thì ở bên quên đất người con. Dạ. Ngày mốt của chú. Hai đứa con gái của cô ở bên chồng thì đi làm bên Dương, không có đủ tiền để mà gửi tiền cho cô với chú ở trọ mỗi tháng 1 triệu sao? Nó không, nó lo cho con nó ăn học nữa rồi lớp bạn bệnh cũng nghèo. Con gái lớn là của cô chú là nhiêu tuổi? Nó tuổi ngọ đó, nay nó cũng 31 hay gì hả, 32 rồi. Với mẹ nhỏ này thì tuổi dậu, 28-29 vậy. Dạ. Chú con thấy là ở đây có điện nè, là chú sử dụng điện ké hả? Chú nằm bên ké qua cho xài đó với nấu cơm. Nấu cơm điện hả? Dạ. Chứ bình thường con thấy gầm cầu đâu có đèn đuốc gì đâu. Dạ không có, ông kéo qua cho cái bóng đèn nó với để điện cho xài. Bóng đèn là đó đó hả chú ha? Dạ. Rồi là mỗi tháng mình phụ tiền điện. Không, ông cho mình xài không, ông thấy con cháu khổ rồi, ông đâu có tính tiền đâu. Là nhà bên đây? Nhà này nè. Là sao với chú? Thì cũng cảnh ở sớm nữa, ông thấy con cháu nghèo khổ, ông cho ở vậy đó, ông cho xài vậy đó. À, có nghĩa là hàng xóm thấy chú sống ở đây. Dạ. Cho kéo điện qua nhờ, không tính tiền. Dạ. 50,
53. Ủa, 53 mà sao con thấy chú yếu hơn so với cái tuổi của chú á? Tôi giàu bệnh mà lưu liên luôn mà, tôi bệnh hai mươi mấy năm rồi. Anh Hoa thấy có khách một chút. Hôm nay chiều nay mình ăn cơm gì? Ăn tương. Ăn tương. Ăn tương không à? Ăn đồ đi ăn gì nè. Là chú cô chú ăn tương không hả? Ăn tương. Có nhỏ cháu này thì nó ăn cá ăn mặn nè. Hôm nay mình ăn gì hả chú hả? Cà luộc với chấm chao đó, với có mấy miếng đậu hũ đó. Còn nhỏ cháu này thì lên mua cá lồng tông bay mà hầu sẵn cái miếng kia cửa của người ta hư là cô với chú làm cái mặt bàn để mà lót đồ ăn đó hả? Với chú thảy dưới gầm cầu nè, cái lượng để lên để đồ ăn đó. Thảy dưới gầm cầu á hả? Dạ. Còn nước mà sinh hoạt sao cô chú? Nước của chú Năm cũng chạy qua cho xài đó chú. Cà luộc. Cái nồi cơm điện này cô chú mới mua hả? Dạ, mà mua cũng lâu rồi chú. Nước sinh hoạt này là chạy qua xài hả cô? Dạ. Có ống chú Năm không cho truyền qua xài, mở qua anh là xài. Cô bác của anh chị thấy đây là cái sao đồ nè. Dạ. Đó, sao đồ à. Nhưng mà tối thì các bé ngủ như thế này, bé nhỏ cháu ngoại này ngủ như thế này thì có sợ lạnh lắm không? Bị tới hai cái mền đang... Dạ. Con gặp cô chú gì à, thấy nói chung là nhiều hoàn cảnh mà sao, tại sao chỉ ước mơ nhỏ là có một cái nhà để mà ở thôi. Nhà nó bây giờ ở giữa đồng giữa bãi cũng được, có cái tấm lá đội đầu là tôi quý mừng lắm. Để trước thì tôi ở, sau nữa thờ phượng ở cha tôi mẹ tôi là rồi. Mấy mươi năm lên đên trên ghe thì hiện bây giờ lại phải chui xuống gầm cầu như thế này. Cô với chú có cảm thấy cuộc đời mình nó bất hạnh không? Tuổi lắm chứ mà biết nói gì hơn. Nhiều khi tôi nhìn đi nhìn lại con heo con bò nó còn có diễm phúc hơn tôi. Nó có nhà, có chuồng. Đời tôi vậy tôi khóc thầm hàng đêm hoài gì. Gần 30 năm tôi đâu có mặn gì được. Thành nghe vợ tôi nó khổ gì. Tôi nhà cô không có ở cũng do nơi cái bệnh này mặn không nổi. Tại sao chú lại ví mình với lại con vật? Vậy bây giờ hỏi đất đai không có, nhà cửa không có. Hồi lúc còn lớn hái cắt lúa tay á, thì đi tới đâu che liều chảy cao su ngủ dưới đất tới đó. Rồi có máy liên hợp rồi không cắt được nữa thì đi bẻ ớt, không ngủ dưới đất đi mằng mướn, rồi bệnh nhiều quá. Rồi mằng không nổi, bả mằng không. Chú bệnh mấy chục năm rồi? Tính ra cũng hai mươi mấy năm rồi. Là lúc đầu là chú phát bệnh gì? Lúc đầu thì làm công đoàn ở Hồng Ngự rồi té bị bao 70, cái bao gạo nó đè dắt ngang mà cũng được ít năm nữa sau này mang bệnh. Rồi bác sĩ cho là viêm thế quản, cho qua lao lao lực đó, rồi bây giờ qua cái hen xiển luôn. Vậy là gia đình thì cô là một tay lao động để mà nuôi chú. Dạ. Hơn mấy chục năm nay? Gần 30 năm rồi. Cô khi mà cô là một người phụ nữ mà cô phải gánh vác gia đình để mà cùng chú để vượt qua hoạn nạn thì cô có thấy khó khăn không? Cô qua đây nè, cô ngồi cô. Ngồi đây. Thấy cũng khó khăn mà cũng gán chú. Gán vượt qua, ảnh lo cho ảnh. Chứ cái cảnh nghèo khổ này cũng mà khổ sở, cũng gán bường. Mặn nó đi hả, trong mặt ở ngoài đồng nó muốn mệt mà cũng không dám nghỉ. Nói ngày ngày nào cũng đi làm. Sáng cô làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng làm tới có kỳ bé ớt hả chú? 6 giờ đi tới 5 giờ chiều mới về. Ngày thì nhiêu tiền cho cô ha? Ngày được có 100 ngoài. Mỗi một, vậy là cô về hái theo ký được. Dạ, một ký như thế thì tiền công chủ trả cho cô từ cây để ra trái là bao nhiêu tiền? Một cây một ký vậy có 5 ngàn nữa chú, lập chuỗi. Nguyên một ngày vậy cô chủ có đãi cơm không? Chủ có mua cho uống trà đường rồi cho mua cái này kia cho ăn. Vậy là cô dư được 100 ngàn. Ngày cô hái mà giỏi lắm thì cô hái khoảng 20 kg là 100 ngàn. Là xuyên suốt là cô có nghỉ trưa không? Cũng mấy chị cũng kêu vô nghỉ mà không dám nghỉ chứ. Nghỉ sợ hơn không có tiền. Có một điều nữa con muốn hỏi cô chú để cho cô bác bên chị gõ là con cái của cô chú thì sống ở Bình Dương. Hai đứa con gái của cô chú là sống ở Bình Dương. Vậy thì tại sao cô chú không chọn cái sống ở Bình Dương cùng với con cái để cho có một cái nơi trọ đỡ tốn tiền là một nè, hai là có để là con cái nó sẽ chăm sóc chú dễ dàng hơn. Chị nhớ nó chú là sợ làm gánh nặng cho con cái rồi con mình có ghẻ
nó cũng khó khăn, rồi không dám mà lên chảnh sống gần con. Sống gần con mà sợ con nó cho mình trúc đỉnh, rồi chồng con nó nói này nói kia, rồi sợ không có muốn sống chung với con. Rồi với mấy vợ chồng ở dưới này lay lắt sống. Nhưng mà cô sống như thế này á, ở đây thì con cái của cô chú có an tâm không? Nó cũng cầu lo mà nó điện về nó cũng hỏi thăm hoài mà nó lo không có được chú ơi. Cô có thử ngỏ lời rằng là con có thể nuôi ba với mẹ, cho ba mẹ ở ké được không? Mẹ chắc không dễ, nó khó khăn lắm. Dạ. Dạ. Sao chú? Nó cho con ruột còn con rể, rể khó khăn lắm, ai đằng nào như nấy phải mà nó dễ như con rể của người ta, tôi cũng đâu có đánh đổi. Xong ta túc với nó coi chừng con nó cho bả đi mặn với nó cũng được, nó nhậu về nó khó khăn lắm chú ơi, khổ lắm. Cái chuyện đó nhiều khi nói với con cái nghe gì đó. Nói đàng hoàng luôn. Mỗi tháng thì hai người con gái của cô thì làm được khoảng bao nhiêu tiền hay cô ha? Nó làm nhiêu cũng không hiểu nữa chú ơi, nó làm nhiêu mà mình cũng không có hỏi nó cũng nói ít thôi mà, nói đủ lo cho con, nó thiếu thốn đủ thứ gì. Vậy hiện nay thì cô chú buồn cho số phận của mình nhiều hay là buồn vì con nhiều? Buồn cho số phận chú, số phận mình có con mà ha, con cái không nó được khổ. Nhờ. Dạ. Buồn số phận vậy thôi. Thế mà con cái, thấy con cái của chị em thì mặn thì cũng nhờ chút đỉnh, còn mình không có nhờ được cái gì hết. Cũng buồn cho số phận. Hằng đêm suy nghĩ cứ khóc hoài hả cô chú? Em suy nghĩ nói mơ ước có căn nhà ở mà không có, rồi vợ chồng nằm khóc thầm hoài. Vậy là bây giờ niềm mơ ước lớn nhất của cô chú là có một cái căn nhà để mà không còn lênh đênh ở trên ghe nữa. Vậy thì khi mà có được một cái căn nhà, người ta ví con ví dụ có ai đó hỗ trợ cho cô chú một cái căn nhà thì đất đâu cô chú cất? Bây giờ cũng không có đất nữa chú. Giờ không có nền. Nhờ cô chú thương giúp đỡ cho tiền mua cái nền đó. Bây giờ thì biết cô với chú biết nền bây giờ thì rất là đắt tiền. Yeah. Đặc biệt là nền ở trong quê thì ít nhất cũng khoảng 100 triệu một cái. Đúng rồi, có hơn nữa. Có hơn nữa, yeah. Ít rẻ nhất và dùng sâu nhất. Đó thì nó rất là khó. Bây giờ về quê ở không được hả cơ? Quê thì mẹ có cái nền không mà chú ơi. Có cái nền của mẹ, ông nội là đó cho, đó vợ em mốt mà cũng ở chung nhóc hết rồi, về đó không có nơi chỗ ở. Vậy đó không có chỗ ngủ nghe gì đó. Giờ mới ở thí dưới đây. Chị ở đây 20 ngày thôi à? Dạ. Mai mốt thì con hỏi là đi nền đất á, mưa gió là sao chú? Ở đây ha. Dạ. Ở đây thì mưa gió thì cũng phải gắng chịu chứ biết sao giờ. Giờ tạt bề nào thì mình che bề nấy. Bây giờ ở trọ thì cũng được. Ở trọ giờ tốn tiền như lắm, đâu có mặn gì ra tiền mà để mình ở trọ. Mặn thì mà lo cảm là ngày thiếu thốn đủ thứ rồi đâu có tiền đóng trọ chú. Cái nồi cơm điện này ai mua cho cô chú hay là tự mua? Tại đi mặn, hình lúc đi mặn được đứt đỉnh đó chú, rồi không có tiền, không có nồi nấu, có gán bóc mụn mua góp. Góp của mấy cô, góp hàng ngày. Dạ, bao nhiêu tiền mà mua góp thôi? Có 280 mà chú. Nồi cơm điện 280 ngàn mua góp hả? Góp hết chưa? Góp cũng hết rồi chú. Mấy tháng? Góp luôn lận 20 ngàn đâu cũng lâu lâu, không có nhớ bao nhiêu. Vậy là mua lâu rồi? Mới mua hồi cấp cũng mấy tháng nay rồi chú. Nó cũng để mua góp. Này là thuốc này chú uống này hả? Không, cái đó bịch đậu nành gỗ bển cho cháu rồi thuốc uống. Treo chỗ cái võng đó. Này luôn hả? Cộng uống nữa đó. Trời ơi. Ngoài cái ước muốn đó thì cô chú có ước muốn nào nữa không? Bây giờ thì phải cô chú có một cái nền nhỏ nhỏ ngang 4 mét thôi cũng được. Thì có hệ thể hỗ trợ 20-30 triệu để mà cất. Còn bây giờ thì không có nền thì cái việc mà cất nhà nó rất là khó luôn.
Nó bây giờ bề ngang mà có 3 thước, giờ cũng được, nó dài 4 thước thôi, tôi là cũng quý, cũng mừng lắm rồi. Đủ hai vợ chồng ở đâu còn được bao nhiêu năm nữa đâu. Có cái nhà ở để mà cúng kiến thờ phượng cha mẹ. Đi bên coi đá banh đi con. Dạ, đi coi đó nha. Ừ. Mẹ. Vậy là mẹ có gửi tiền về cấp dưỡng không? Không luôn. Gửi ở đây hồi lúc mà đi gửi ở đây là 5-6 tháng nay không gửi về đồng bạc nào. Từ gửi dưới ghe mà ghe nó chìm ban ngày đỡ, nó chìm ban đêm mà không nguy hiểm. Có cái câu là một ba mẹ có thể nuôi được 10 người con, nhưng mà 10 người con này không thể nuôi ba mẹ. 53 cô là nhiêu con? 49 chứ. Ôi cô 49 mà sao con nãy cô cứng tuổi vậy? Bà tôi sổ quá đó. Khổ. Tôi về chỉ biết nước mắt đầy dòng thôi, chứ nói gượng gạo, nói chứ nói không ra lời. Bây giờ con đâu biết, như cô chú như vậy thì con đâu biết giúp gì hơn đâu. Bây giờ không có nền thì bây giờ rất mong cô bác của anh chị á, thì thấy được san sẻ giúp ở những cái chỗ nào được thì giúp đó. Giúp được ở phần nào được thì giúp, chứ bây giờ con đâu biết sao đâu. Yeah. Bây giờ thì rất mong cô bác của anh chị góp ý, cũng như là nếu như mà cô chú thì bây giờ là sống lang bạc rồi đúng không? Yeah. Bây giờ ở đâu thì cũng được đúng không? Bây giờ ở đâu cũng được hết trơn, mà cầu có chỗ mà đồng mà bái giờ giường tự cũng được. Dạ. Đất nhà mà đất ở trong đồng cũng được nữa chứ. Mà nó nới nó rẻ. Nếu như mà cô bác của anh chị thấy clip này á, thì cô bác của anh chị có một cái khu vườn nào đó. Dạ. Mà còn đất và muốn cần một người chăn giữ cái khu vườn đó, cắt cho cô chú một cái trại. Dạ. Đó. Rồi trong một cái mảnh đất đó thì cô sẽ làm vườn, lấy tiền tháng để nuôi chú, thì cái cách đó là cái phương án an toàn nhất. Thì sau này cô chú trăm tuổi già thì có thể về với con cái để có một cái nơi, cái mái che ổn định đó. Thì cái đó là con gợi ý cho cô bác quý anh chị. Thì nếu như mà cô bác quý anh chị mà mạnh thường quân mà thấy được clip này thì đó là một cái phương án tốt nhất cho cô chú có một căn nhà tuổi già. Tại vì cô chú thì không có ngại gian khó, mà chỉ ngại là không có căn nhà đó. Cô chú có chịu đi chùa, vô chùa không? Vô chùa thì ở cảnh là cảnh bệnh đau hoài đó, còn thì cô chú ở trong chùa. Thôi thì hôm nay con đến đây cũng chiều muộn rồi, chắc con thăm cô chú một tí xíu con về. Con thì thay mặt Mạnh Thường Quân, thay mặt gia đình của cô An ở Mỹ á, con gửi cho 1 triệu đồng cho cô với chú để mà có tiền xoay sở qua ngày. Còn cái chuyện mà sắp tới thì chắc có lẽ là tùy duyên, tùy lòng hảo tâm của Mạnh Thường Quân cũng như là tùy duyên để mà có thể giúp đỡ thêm. Thì con thay mặt cô An, con gửi cho gia đình của mình 1 triệu ha. Cô An ở Mỹ. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều anh chú. Cảm ơn cô An nhiều. Dạ. Rồi thôi con chào cô chú. Buổi hồi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn cô An lắm. Đã hỗ trợ gia đình của cho cô chú hai. Số tiền để xây sở qua ngày. Con chào hẹn.